Xin chào quý anh chị cùng quý vị khách quý đã trở lại kênh YouTube của Sàn Ô Tô Việt Nam. Lời tuyên em muốn gửi đến quý vị khách quý những lời chào trân trọng nhất và những lời chúc sức khỏe đến quý vị yêu thương. Đầu tuần đầy năng lượng của quý vị đến với Sàn Ô Tô Việt Nam để tìm cho mình chiếc xe hợp ý. Cứ ngày nào có tiền là ngày đó là ngày đẹp trời và ngày đó là ngày cực kỳ hạnh phúc, đúng không quý vị? Còn không có tiền thì điều đó là vô vị, chứ không phải là ngày nào hay tháng ngâu nào quý vị nhé. Sàn Ô Tô Việt Nam tháng ngâu vẫn giao xe bình thường. Quý vị chỉ cần nhấc máy gọi ngay cho em ơn của mình là 0917399798 hoặc website sanautovietnam.com để biết thông tin chi tiết của những chiếc xe chào bán tài sản. Ngay lúc này đây, một chiếc xe BMW được độ form 2020, được độ một bộ body kit 2020 nhưng sản xuất năm 2010 với động cơ 2.0 nhập khẩu nguyên chiếc. Anh chủ rất độ trang thiết bị cho chiếc xe kết hợp với lại la răng chữ Y cực đẹp. Em ương đang chào bán với giá cho chiếc xe này là tầm tiền bao nhiêu tiền quý vị? Giá là 385 triệu đồng cho chiếc xe BM320i. Máy quay đưa sát gần lại đây để nhìn thấy bộ la răng chữ Y đẹp đến như vậy. Nội thất bên trong khá mới cho chiếc xe BMW 320i. Hai khoang điều hòa riêng biệt mát sâu và kết hợp với màn hình DVD một màu xanh Kawasaki cực đẹp hot cho năm 2020. Kết hợp với ghế chỉnh điện, vô lăng tích hợp điều khiển, màn hình DVD và hai khoang điều hòa auto và gương kính chỉnh điện tự động cho năm 2010 thì phải nói là lừng lẫy, đúng không quý vị? Mặt tay nhiệt đằng trước được mạ cực sáng loáng, kết hợp với bộ body kit phải nói là quá hoàn hảo cho chiếc xe, muốn sống cả muốn đi toàn đi ngược chiều. Với bộ body kit quá tuyệt vời, đúng không quý vị? Giá tiền cho chiếc xe thì tiền ít mà thịt thì lại nhiều, mà giá cả phải chăng mà được đi xe châu Âu với giá 385 triệu đồng. Máy quay sát gần lại những chiếc xe khác để chúng ta cùng quay nha. Một chiếc xe Audi cực đẹp sản xuất năm 2014, động cơ 2.0, nhấc máy gọi ngay cho em đưa ra giá nha, tại vì xe là của em đi. Đây là một chiếc xe Ford Explorer sản xuất năm 2018, đăng ký 2019, 1 tỷ 680 triệu. Giá tiền 855 triệu cho chiếc xe Toyota Fortuner, máy xăng 2 cầu, được bộ body kit Gamma 360 quanh xe, cốp điện. Rất xịn sò cho chiếc xe với giá tiền như vậy. Một chiếc Mercedes-Benz GL350 máy dầu 1 tỷ 950 triệu đồng. LS460 trị giá cho chiếc xe là 880 triệu đồng. Một chiếc xe cực kỳ tuyệt vời đó là xe gì quý vị? Đó là S350. Sản xuất năm 2000 bao tiền quý vị? Sản xuất năm 2018, đăng ký 2010. Em ương chào bán cho chiếc xe là 635 triệu đồng. Một chiếc xe Audi A4 với một động cơ cực nhỏ 1.8. Em ương đang chào bán cho quý vị với giá là 650 triệu đồng cho chiếc xe Audi. Peugeot 3008 được xuất hiện ngay trên sàn ô tô Việt Nam. Sản xuất năm 2020, em ương chào bán với giá là 950 triệu đồng. 485 triệu đồng cho chiếc xe Mazda 3 sản xuất năm 2017, đăng ký 2017, xe máy chết, nội thất vẫn nguyên. Một màu vàng cát cực đẹp cho chiếc xe. Kết hợp với rất nhiều tiện nghi mà tầm tiền trên 400 triệu không có được. Đây là một chiếc xe Jaguar nhập khẩu nguyên chiếc tại Anh Quốc, một màu xanh cực đẹp, em ương chào bán với giá 1 tỷ 1. Bên cạnh một chiếc xe Peugeot đằng sau thì với giá 430 triệu đồng cho chiếc xe Altis quốc dân sản xuất 2012. Có chuyện gì? Xong. Dũng đánh con Audi xuống đi Dũng. Sao em lùi con RX350 về đây? Sao em cho con này ra ngoài sao chị đi? Còn đây là một chiếc xe A6 với động cơ 3.0 sản xuất là 2009, đăng ký 2010, em ương chào bán với giá là 485 triệu đồng. Giá rất hợp lý, đúng không quý vị? Giảm giá sập sàn cho tháng 7 yêu thương, tháng 7 yêu quý. Còn đây là giá 500 triệu đồng cho chiếc xe Mercedes-Benz GLK 300 sản xuất năm 2010 và đăng ký 2010, xe chính chủ, biển kiểm soát Hà Nội, xe cực đẹp, máy cực chất GLK 220, máy dầu số tự động, xe được trang bị màn hình DVD Cam 360 quanh xe với giá trị biển đẹp. Máy mương chào bán với giá 735 triệu đồng. Tiền ít thịt nhiều mà ăn dầu càng ít. Peugeot 3008 đã về với người yêu của mình rồi quý vị ơi. Rất nhiều chiếc xe. Và đây là một chiếc xe sản xuất năm 2010, máy dầu số tự động, đó là Sorento. Em mương chào bán với giá 515 triệu đồng. Bản Divided, bản full kịch đồ, cửa nóc Panorama và rất nhiều khoang điều hòa riêng biệt và kết hợp với 12 dàn loa JBL.
Còn đây là một chiếc xe Hyundai Santa Fe sản xuất 2015 với động cơ 2.4 máy xăng. Em Hương chào bán với giá rất êm lắm quý vị ơi. Em cực kỳ, giá 715 triệu đồng. Dũng ơi, cho anh kia vào đây. Còn đây là một chiếc xe CLA với động cơ 1.6 nhập khẩu Hungary, sản xuất 2014, đăng ký 2016, em Hương chào bán 735 triệu đồng. Kết hợp với Mazda 3 sản xuất năm 2018 với động cơ 1.5, em Hương chào bán với giá 575 triệu đồng. Có rất nhiều các dòng xe đang trên đường về mà em Hương đang muốn chào bán đến quý vị khách quý. Ví dụ như là xe bò mui trần, em Hương chào bán với giá 620 triệu đồng. Mercedes-Benz E200 sản xuất năm 2016. Em cho con kia vào đây. 2014, em Hương chào bán với 808 triệu đồng. Rất nhiều các dòng xe chào bán tại sàn hiện tại đang về. Và một lần nữa cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị.